Mùa giải mới của Europa League đã bắt đầu với những trận đấu hấp dẫn của lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng. Bản tin ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến, những phát biểu nóng hổi nhất sau loạt trận vừa rồi. Cùng với đó là những thông tin thú vị khác trên mạng xã hội trong 24 giờ qua. Nào hãy cùng bắt đầu với những thông tin chính ngay thôi. Thông tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua chắc chắn là việc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi 96, kết thúc 70 năm trị vì trên cương vị người đứng đầu hoàng gia Anh. Đây là mất mát vô cùng lớn đối với nước Anh. Đội trưởng đội tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane là một trong những cầu thủ đầu tiên bày tỏ sự tiếc thương tới nữ hoàng khi anh viết trên trang cá nhân: "Tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình hoàng gia Anh trong thời khắc khó khăn này. Nữ hoàng là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người và sẽ luôn được nhớ tới vì những năm tháng tuyệt vời mà người đã cống hiến cho đất nước này. Hãy yên nghỉ, nữ hoàng." Cựu tiền đạo Gary Lineker cũng chia sẻ trên Twitter: "Thật là một ngày không thể buồn hơn, nữ hoàng điện hạ đã qua đời. Người là một người phụ nữ phi thường, đã phụng sự đất nước này với phẩm giá, lòng trung thành và sự đoan trang của mình. Người là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của hầu hết mỗi người trong số chúng ta. Hãy yên nghỉ, nữ hoàng." Rất nhiều cầu thủ người Anh khác cũng bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của nữ hoàng. Tiền đạo Raheem Sterling viết trên Instagram: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình hoàng gia trong thời khắc vô cùng khó khăn này." Tiền vệ Mason Mount viết: "Cảm ơn vì những cống hiến của người. Hãy yên nghỉ, nữ hoàng." Trung vệ Harry Maguire cũng chia sẻ: "Hãy yên nghỉ, nữ hoàng điện hạ. Chia buồn với gia đình hoàng gia trong thời khắc khó khăn này." Sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được dự báo sẽ có ảnh hưởng đến những môn thể thao tại Anh, trong đó giải bóng đá ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ bị hoãn trong thời gian tới. Tại đấu trường Europa League, Arsenal đã có màn ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước FC Zurich nhờ những bàn thắng được ghi do công của hai tiền đạo trẻ Marquinhos và Eddie Nketiah. Đáng chú ý, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Marquinhos trong màu áo Arsenal và sao trẻ 19 tuổi này đã ngay lập tức gây ấn tượng bằng một bàn thắng và một kiến tạo. Sau trận đấu, cậu chia sẻ trên Instagram: "Chú bàn ơn, giấc mơ đã trở thành sự thật khi được ra mắt trong màu áo của đội bóng vĩ đại này. Tôi rất vui vì bàn thắng và chiến thắng ngày hôm nay. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cùng tiến lên nào." Trong khi đó, Man United lại gây thất vọng khi bất ngờ thất thủ 0-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Real Sociedad. Tình huống đáng chú ý nhất và cũng gây tranh cãi nhất trong trận đấu này là quyết định thổi phạt đền của trọng tài cho Real Sociedad sau khi trung vệ Lisandro Martinez để bóng chạm tay trong vòng cấm. Các cổ động viên Quỷ Đỏ trên mạng xã hội tỏ ra rất bất bình với quyết định này. Một cổ động viên bình luận trên Twitter: "Bằng cách nào mà đó có thể là một quả penalty? Bóng bật ra từ chân của Martinez. Tình huống này được ghi rõ ràng trong luật bóng đá." Tài khoản nổi tiếng United Arena thì viết: "Nếu nó là một quả penalty thì Martinez đã bị phạt chỉ vì cậu ấy có tay." Một tài khoản khác lên tiếng: "Đó không thể nào là một quả penalty. Tôi không phải là fan của United. Nhưng nếu tình huống này là một quả penalty thì bóng đã tàn rồi. Hậu vệ có thể làm gì khác được cơ chứ? Bóng đẩy ra từ đầu gối của cậu ta rồi bật vào tay cơ mà." Đó là những diễn biến đáng chú ý tại Europa League. Trong khi đó, thất bại bất ngờ của Liverpool trước Napoli với tỷ số 1-4 ngày hôm qua vẫn là chủ đề được bàn tán rất nhiều mặc dù trận đấu đã kết thúc từ lâu. Thậm chí đến cả trợ lý của Jurgen Klopp là ông Pep Blinder cũng dính phải những chỉ trích bởi ông đã tiết lộ nhiều điều về chiến thuật của Liverpool trong cuốn sách mới được xuất bản cách đây không lâu. Nhiều ý kiến cho rằng việc Blinder tiết lộ về chiến thuật của đội chủ sân Anfield giúp các đối thủ của họ dễ dàng trong việc tìm kiếm phương án khắc chế lữ đoàn đỏ. Trong một bài viết trên trang Twitter của mình, cựu tiền vệ Dietmar Hamann không ngần ngại chỉ trích: "Lẽ ra phải có một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cổ động viên của Liverpool khi mà trợ lý huấn luyện viên hiện tại của họ lại đi viết một cuốn sách trong khi vẫn đang làm việc tại đội bóng. Tôi không hiểu vì sao mà anh ta lại được phép làm điều đó." Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, người Napoli lại hân hoan vì chiến thắng khó tin của đội chủ nhà. Chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Luciano Spalletti xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn tại Italia. Tờ Corriere dello Sport chơi chữ khi ghép từ Napoli với từ phi thường trên trang nhất của mình. Tờ báo này còn viết thêm chiến thắng của đội bóng áo xanh sẽ đi vào lịch sử. Liverpool đã bị dạy cho một bài học nhớ đời. Một tờ báo lớn khác là Gazzetta dello Sport thì giật tít: "Tuyệt vời Napoli" và đồng tình rằng đội chủ sân Diego Armando Maradona đã dạy cho Liverpool cùng huấn luyện viên Jurgen Klopp một bài học. Ở Tây Ban Nha xa xôi cũng có một người đang rất vui mừng, đó là huấn luyện viên Diego Simeone, bởi con trai của ông là Giovanni Simeone đã có một bàn thắng đáng nhớ trong trận đấu này. Thuyền trưởng của Atletico Madrid phát biểu: "Giovanni khiến tôi rất vui. Nó đã làm việc rất chăm chỉ để được góp mặt tại Champions League. Hiện thằng bé đang ở một đội bóng tấn công rất nhiều và điều đó tốt cho nó, bởi đó là những gì phù hợp với lối chơi của con trai tôi." Cũng tại Atletico Madrid, tiền đạo Antoine Griezmann đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi điều khoản mua đứt trong hợp đồng khiến anh không thể ra sân quá 30 phút mỗi trận.
do Atletico Madrid không muốn chi ra đến 40 triệu euro cho chân sút người Pháp. Khi được hỏi về tình cảnh của mình, Griezmann chia sẻ: "Có sao thì chịu vậy thôi. Điều này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi biết ơn Chúa vì đã có mặt ở đây. Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì có thể trong những phút mà mình được trao cơ hội. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này. Tôi đang hạnh phúc và tôi chỉ muốn được chơi bóng ở đây để chiến đấu hết mình vì đội bóng này, vì Cholo và vì các cổ động viên." Một thông tin rất đáng chú ý khác trong ngày hôm qua là việc Chelsea đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Potter trở thành thuyền trưởng mới của đội bóng này. Trong ngày ra mắt của mình, cựu huấn luyện viên của Brighton nói: "Tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi được đại diện cho Chelsea, câu lạc bộ vĩ đại này. Tôi rất háo hức với việc được cộng tác với những ông chủ mới. Tôi cũng chờ đợi được gặp gỡ và làm việc cùng những cầu thủ tài năng ở đây để phát triển một tập thể và văn hóa mới tại đội bóng có thể khiến cho những cổ động viên tuyệt vời của chúng ta cảm thấy tự hào." Chủ tịch Todd Bowley thì hào hứng phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Graham đến Chelsea. Ông ấy là một huấn luyện viên đã chứng tỏ được khả năng và sự sáng tạo của mình ở Premier League và là một người phù hợp với tầm nhìn của đội bóng. Không chỉ cực kỳ tài năng ở trên sân cỏ, ông ấy còn có những kỹ năng và phẩm chất vượt ra ngoài sân cỏ có thể giúp Chelsea trở thành một câu lạc bộ phải thành công hơn nữa. Ông ấy đã tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở các câu lạc bộ trước đây và chúng tôi chờ đợi những gì mà ông ấy có thể làm được tại Chelsea. Chúng tôi mong rằng có thể hỗ trợ ông ấy, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ trong việc phát huy hết tiềm năng của họ trong những năm tháng tiếp theo." Todd Bowley hiện đang là cái gai trong mắt của một bộ phận không nhỏ các cổ động viên của Chelsea với quyết định sa thải một huấn luyện viên nhận được rất nhiều sự yêu mến như Thomas Tuchel. Những lời phát biểu của ông chủ mới của Chelsea đã trở thành nguồn cơn cho những chỉ trích nhắm vào ông khi nhiều ý kiến cho rằng ông đang có ý móc mỉa Tuchel. Một cổ động viên bình luận trên Reddit, ông ấy nói rằng Graham Potter không chỉ tài năng mà còn có những kỹ năng và phẩm chất tốt bên ngoài sân cỏ. Câu nói của Bowley rõ ràng là có ý nhắm vào Tuchel đấy mà. Một cổ động viên khác thì chia sẻ: "Chà, ông ta thực sự đã nói rằng Potter là một người rất tốt bên ngoài sân cỏ. Có vẻ như ông ta muốn ám chỉ rằng chúng tôi không thích làm việc với cái gã vừa mới bị cho thôi việc." Một người khác thì đồng tình: "Cách mà ông ấy chọn từ ngữ giống như một cái tát gián tiếp vào Tuchel vậy. Nhưng chúng ta phải chấp nhận và ủng hộ huấn luyện viên mới thôi. Người đến thì vui mừng hân hoan, còn kẻ phải ra đi thì chắc chắn là không thể vui rồi." Những hình ảnh đầu tiên của Thomas Tuchel sau khi rời khỏi Chelsea khiến cho các cổ động viên của The Blue không khỏi chạnh lòng khi vị chiến lược gia người Đức tỏ ra hốc hác, mệt mỏi và buồn bã. Có lẽ ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi tìm kiếm công việc mới cho mình. Ở một diễn biến khác, trong trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Juventus vừa qua trong khuôn khổ Champions League đã xảy ra một tình huống đáng chú ý khiến dân mạng bàn tán khi cầu thủ hai bên lời qua tiếng lại trên sân. Trung vệ Sergio Ramos của Paris Saint-Germain và tiền vệ Leandro Paredes của Juventus đã xảy ra va chạm trong lúc tranh cãi. Thậm chí Ramos còn tóm vào cổ của Paredes. Điều đáng nói là mới chỉ cách đây đúng một tuần thì cả hai vẫn còn là những người bạn thân thiết tại đội bóng thủ đô nước Pháp. Chia sẻ về tình huống này sau trận đấu, Ramos nói: "Những thứ như vậy sẽ ở lại trên sân cỏ. Rốt cục thì mọi người đều muốn bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Khi trận đấu kết thúc, bạn bắt tay nhau và mọi thứ được giải quyết. Trong trận đấu người ta có thể đổ máu vì đồng đội của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là thù ghét ai cả." Đến đây, bản tin ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin bóng đá thú vị hàng ngày trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp vào lúc 10:30 hàng ngày.